Bảy cầm nhật số 5 đã tới và nó mang đến cho chúng ta một unit thiêu đốt cực kỳ hùng mạnh sau khi sử dụng Solar Token. Nên nếu bạn nào hơn thì lần đầu một phát là ra, còn xui thì thôi chờ 400 lần là có. Nhưng mà cái đáng nói là con unit mới này quá mạnh. Nếu vì vậy mà để coi nó mạnh tới đâu thì hôm nay chúng ta sẽ làm một danh sách để so sánh nó với những unit thiêu đốt khác nhé. Chào mừng các bạn đã đến với Nhân Hay Ít, mình là Nhân. Còn đây chính là bảng xếp hạng các unit thiêu đốt ở update 5 của Anime Defender. Dragonic Fighter. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến con unit mà mình nghĩ là yếu nhất trong danh sách này. Và lý do vì sao mình nói lại là con unit yếu nhất thì câu trả lời rất là đơn giản. Đây là một bảng xếp hạng các unit có khả năng gây thiêu đốt kẻ địch. Vì thế cho nên Dragonic Fighter với khả năng thiêu đốt yếu kém của mình thì tất nhiên nó chính là con unit thiêu đốt yếu nhất trong cái tựa game này. Trong khi hầu hết tất cả mọi unit khác đều có thể gây được 2 đến 3 stack thiêu đốt thì Dragonic Fighter chỉ có thể gây được 1 stack với 6.5% đam. Điều đó có nghĩa là nó chỉ có thể thiêu đốt kẻ địch 6.5%. Và với con số này giúp cho Dragonic Fighter không thể nào thoát ra khỏi được vị trí hạng D của nó rồi. Fire Swordman tiếp theo cũng là một con unit rare, nhưng lần này thì unit rare này được cái là mạnh hơn con Dragonic Fighter một chút. Lý do thì khá là đơn giản, bởi vì nó có thể gây đam được thiêu đốt cao hơn đến 20%. Nhưng nếu xét về đam tổng thì lượng sát thương của nó cũng không quá nhiều. Chết làm sao được, vì đây chỉ là một unit rare thôi mà. Và nó thẳng ra thì nó cũng ngang ngửa với Dragonic Fighter mà thôi. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng nhờ vào khả năng thiêu đốt được 20% đam của nó mà mình nghĩ rằng kiếm sĩ hệ lửa sẽ nằm trên Dragonic Fighter một bậc ở hạng C đấy, đúng không? Infernal Commander. Đây là một con unit khá là thú vị, bởi vì nó có khả năng gây 13.5% sát thương thiêu đốt lên những kẻ địch xung quanh. Và điều đáng chú ý ở đây, đó chính là nó có thể chơi chiêu AOE tàn phận, thậm chí là đặt được lên tới 5 con. Điều đó đã giúp cho Infernal Commander trở thành một con unit thiêu đốt cực kỳ ấn tượng với loại Epic của mình, khi nó có thể gây sát thương gần như là cả map chơi nếu như bạn biết cách đặt nó đúng cách. Và vì như thế cho nên, tất nhiên là Infernal Commander rất là phù hợp cho những bạn vừa mới chơi game mà vẫn muốn kiếm cho mình một con hàng ngon và nóng hổi. Bởi vì nhìn Infernal Commander, trông nó có ngầu không cơ. Cơ mà đó chỉ là một mặt tích cực của con unit này. Còn về mặt tiêu cực thì sao? Chúng ta có thể thấy là mặc dù nó sở hữu AOE tàn phần, nhưng mà tầm tấn công của nó thì lại khá là nhỏ, chỉ vỏn vẹn 13 đơn vị mà thôi. Nhưng may thay, vì có thể đạt được 5 con đã giúp cho nó khắc phục được phần nào cái sự hạn chế tầm đánh của mình. Nhưng mà dù gì đi nữa thì mình nghĩ rằng đó không phải là một cái gì đó quá là kém cỏi. Vì dù gì thì khi chơi game, chúng ta cũng đều đặt hết một đống ngay cửa ra vào mấy con quái là đúng không? Và vì thế cho nên, với cái sức mạnh đặc biệt này thì mình nghĩ rằng Infernal Commander rất thích hợp nằm ở hạng B đấy nhỉ. Fire Leg Master. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với anh ba trong băng mũ rơm Sanchi Hắc Cước. Một con unit mà ở thời điểm hiện tại nó cực kỳ ít người chơi, thậm chí là mình chưa từng thấy ai sử dụng nó bao giờ cả. Nhưng dù vậy thì đây vẫn là một unit thiêu đốt khá là thú vị, bởi vì nó đặc biệt tới mức không ai thèm chơi nó cả. Về sức mạnh thì Fire Leg Master sở hữu cho mình một chuỗi chiêu thức hơi bị bình thường khi nó không có AOE tàn phần mà chỉ là AOE xuyên thấu. Thậm chí là ở vài level, đâu đó thì nó còn chỉ là một con đơn mục tiêu nữa. Có lẽ đây chỉ là lý do vì sao mà nó lại ít người sử dụng đến như thế. Ngoài ra thì vì rất ít người sử dụng nên sức mạnh của nó cũng không được ghi chép gì nhiều cả. Vì vậy nên mình đã thử làm một bài test để xem thử con unit này mạnh đến cỡ nào. Thì những thông số của nó đối với mình cũng rất là ấn tượng. Mặc dù đam của nó rất là nhỏ, nhưng mà tầm đánh là cực kỳ xa. Và với cái tầm đánh to đùng đó thì nó có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào gần như là toàn bản đồ. Tất nhiên là nếu như bạn không so sánh nó với những con unit có tầm xa khác, nhưng ít nhất thì với cái tầm đánh gần 20 đơn vị này cũng đã đủ để khiến như nó có thể đứng ở vị trí hạng C rồi đấy, đúng không? Dragon Slayer là phiên bản ít xịn sò hơn của Flame Dragon God, nhưng mà được cái là nó cũng rất ổn để cho bạn sử dụng trong game. Tất nhiên là ở một vài map story đầu tiên, chứ còn đến những map story sau này thì mình sợ là dũng sĩ diệt rồng không có đủ khả năng để gồng hết tất cả đâu. Bởi vì nó chỉ là một con unit epic mà thôi. Tuy là vậy nhưng Dragon Slayer lại sở hữu một khả năng thiêu đốt lên đến 20% đam tối đa của nó. Và bên cạnh đó lượng đam của con này cũng khá là ổn so với lại một con unit epic. Ngoài ra thì nó cũng thuộc dạng hybrid, vừa có thể cân luôn được cả trên trời. Chính vì điều này mà ta có thể thấy rằng Dragon Slayer nằm ở hạng B là cực kỳ hợp lý rồi đây, đúng không? Chip of Lava. Với hầu hết nhiều người thì Chip of Lava có thể là một con unit cực kỳ được yêu thích, bởi vì nó vừa mạnh và vừa dễ kiếm nữa. Chip of Lava có thể giúp cho bạn dễ dàng vượt qua bất kỳ màn chơi nào, miễn là không phải màn con boss kháng lửa. Vì thành thật mà nói thì con boss này còn khiến cho cả Dragon Maid phải gặp khó khăn luôn, chứ đừng nói đến chỉ riêng mỗi Chip of Lava không thôi đâu. Và thời điểm chơi game thì con unit này có thể được xem là một con unit quốc dân, bởi vì nó khá là dễ kiếm và bạn cũng có thể sử dụng nó làm đam chính trong đội hình cho tới khi bạn kiếm được một con unit nào khác mạnh hơn để thay thế. Nhưng Flame Dragon God chẳng hạn, vì ở thời điểm hiện tại đã có rất nhiều unit mạnh hơn xuất hiện, nên vì thế mà khả năng của Chip of Lava đã bị đánh giá thấp đi rất nhiều. Nhưng nếu quay về thời điểm mà game chỉ mới bắt đầu thì đây vẫn là một con unit rất là xịn sò đấy nhé. Và chính vì như vậy mà mình nghĩ rằng chắc hẳn là các bạn cũng sẽ hiểu lý do vì sao mà mình lại để Chip of Lava ở hạng S rồi đấy nhỉ. Fire Demon Ninja. Từ khi mới được ra mắt thì Fire Demon Ninja đã gây ấn tượng với không ít người chơi vì sự ngầu lò của nó. Thật sự thì ai mà lại không thích một con vừa là quỷ vừa là ninja cơ chứ.
Và với việc nó được yêu thích nhiều đến như vậy, thì con unit này đã luôn được đem ra để so sánh với chúa rồng Flame Dragon God. Và tất nhiên là nó làm gì mà có cửa để so lại với Flame Dragon God được, đúng không? Nếu bạn đã từng trải nghiệm con unit này rồi thì cũng sẽ thấy rằng ta chỉ có thể đặt được 3 con, trong khi đó Flame Dragon God đặt được tới 4 con. Và ngoài ra thì không phải cứ đặt xuống là nó sẽ có khả năng thiêu đốt, mà bạn sẽ phải nâng nó lên một cấp độ nhất định thì nó mới có thể thiêu đốt kẻ địch được. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cho Fly Demon Ninja trở thành một con unit thiêu đốt cực kỳ tệ rồi. Và đó là còn chưa kể đến việc sát thương mà nó gây ra rất là thấp, thấp hơn con Flame Dragon God rất nhiều nếu như bạn đặt 3 con, mà chưa kể là nó cũng chỉ có thể thiêu đốt được 15% sát thương. Nên vì thế mà ta có thể chắc rằng Fly Demon Ninja chỉ là một unit thiêu đốt nằm ở hàng C thôi. Flame Dragon God, ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là ta sẽ không cần phải bàn cãi gì nhiều với cái độ hot cực hot của Flame Dragon God, con unit quốc dân nổi tiếng nhất mọi thời đại. Và cho tới thời điểm hiện tại thì mình sử dụng nó cũng rất là nhiều, vì nó quá là tiện lợi. Bạn có thể đem nó đến bất kỳ đâu, bất kỳ chế độ chơi nào, mà nó cũng đều có cách giải quyết một cách dễ dàng và trọn vẹn như bạn dưới bất kỳ cách chơi nào. Và tất nhiên là ngoại trừ map Water Temple, cùng với những con chùm với khả năng kháng lửa ra nha. Mặc dù là sức mạnh của Flame Dragon God không phải là bá đạo hạt kẹo hay là overpower, nhưng một cái sự tiện lợi và đa dụng của nó khiến cho bất kỳ người chơi nào cũng đều muốn sở hữu cho mình một con. Vì nếu chỉ là một người chơi đơn giản cày chay, không thích đeo top hay là làm gì đó quái với sức mạnh của mình, thì mình nghĩ rằng Flame Dragon God chính là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn đấy nhỉ. Đặc biệt là khi đây còn là một con unit thiêu đốt xịn nhất trong game, khi nó sở hữu khả năng thiêu đốt lên đến 30%. Và chính vì như thế mà để tri ân cho cái sự dễ chơi dễ trúng này của mình, chúng ta sẽ để Flame Dragon God ở hàng S là vừa đấy nhỉ. Shadow Conjurer chính là con unit mới được cập nhật vào game tại bản update số 5, một con mythic mặt trời mới vừa được xuất hiện trong game với khả năng thiêu đốt mục tiêu lên đến 30% sát thương của nó. Và tất cả mọi người đều dự đoán rằng đây sẽ chính là con unit thiêu đốt meta trong bản cập nhật tiếp theo. Cơ mà sau những gì mình đã trải nghiệm thì có vẻ như là con unit này không phải là một con unit thiêu đốt mạnh cho lắm nếu mà so với đám Secret. Còn nếu mà so với Mythical thì rõ ràng nó có thể là con unit thiêu đốt xịn nhất từ trước tới giờ, thậm chí là có khi vượt qua cả Flame Dragon God luôn đấy nhé. Bởi vì đam tối đa của nó mặc dù chỉ dừng lại ở khoảng 17k cấp độ 18, nhưng mà đó là khi chưa nâng cấp. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì có quá ít thông tin về những unit mới về bản cập nhật thứ 5 chỉ vừa mới được ra mắt, và việc nâng cấp con này cũng khá là khó. Nên vì vậy mà việc đánh giá Shadow Conjurer ở đây sẽ có một vài sai sót nhỏ nhỏ. Cơ mà nếu như chưa evolve mà nó đã mạnh gần ngang với con Dragon God như vậy rồi, thì tới lúc evolve, con unit này chắc chắn sẽ trở thành một con unit thiêu đốt gây sát thương mạnh nhất trong game. Hoặc ít nhất là với đống bi thích, xóa bỏ vị trí của Flame Dragon God luôn đấy nhé. Vì vậy cho nên mình nghĩ rằng, ta sẽ để Shadow Conjurer ở hàng S là vừa rồi nhỉ. Bởi vì làm sao mà nó có thể so sánh được với Dragon Maid cơ chứ. Solar Slayer, có thể nói rằng Solar Slayer là con unit thiêu đốt có tỷ lệ xuất hiện ít nhất và khó kiếm nhất trong cái game này, khi nó chỉ có 2,5% xuất hiện ở cổng Cyric mỗi khi bạn chinh phục. Và để có được cổng của con này thì bạn sẽ phải cày Red mỗi cái lưng luôn thì nó mới chịu cho ra. Cơ mà đổi lại với cái tỷ lệ hiếm hoi xuất hiện đó thì chúng ta nhận được gì? Một con Cyric không thể giao dịch và nó cũng rất là yếu với cái số đam chỉ vỏn vẹn khoảng 27.000 đam. Đây là một lượng đam cực kỳ nhỏ đối với một con Secret. Và tất nhiên là để bù đắp cho cái sự đam nhỏ này của nó thì chúng ta có một nội tại khá là thú vị để bổ trợ cho con unit này không bị chửi mắng nhiều đến như vậy. Nó có thể gây sát thương thiêu đốt 20% với 4 stack, mỗi stack 5%. Và khi tiến hóa lên thành Solar Overlord thì nó sẽ nhận được cộng 1% sát thương tăng thêm mỗi lượt và sẽ giới hạn lại ở mức 10% sát thương. Vì thế cho nên có thể nói rằng qua đến quay thứ 100, mức sát thương của nó sẽ được tăng lên 100%. Có nghĩa là 27.000 đam bây giờ sẽ trở thành 54.000 đam hơn, hoặc là 55 cho bất kỳ ai muốn làm tròn số. Và nếu như bạn đã thấy thì 55.000 đam cho một con Secret thì nó lại quá là thấp luôn đó nha. Không biết vì lý do gì mà con unit này nó lại yếu đến như vậy. Mà như thế thì còn đỡ, cứ cho 55.000 đam là một con số cũng ok đi. Nhưng mà mấy ai có thể đi được đến quay 100 để tăng full sức mạnh cho con unit này đâu. Mà đâu phải là khi bạn vừa vào game là bạn có thể đặt ra được nó liền đâu. Nó có giá tới 2.500 yên, nên ít nhất là cũng phải quay 5 quay 6 gì đó bạn mới đủ tiền để mua nó. Nên vì thế mà ta có thể nói rằng Solar Slayer mặc dù là một unit Secret nhưng mà nó chỉ xứng đáng nằm ở hạng B thôi đấy, đúng không? Và cuối cùng là vị vua của thời đại mới, Dragon Maid. Nó vẫn là con unit thiêu đốt mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, bởi vì nó sở hữu cho mình chiêu thức cơn thịnh nộ của rồng, mở khóa khi unit của bạn đạt đến level 9. Và đến khi đó thì Dragon Maid sẽ gây ra 600 sát thương của nó trong vòng 10 đòn đánh với thời gian hồi chiêu là 90 giây. Với cái chiêu thức này đã khiến cho Dragon Maid trở thành con unit thiêu đốt mạnh nhất trong game, vì nó có thể gây ra một lượng đam khổng lồ sau mỗi 90 giây. Và vì Dragon Maid có thể đạt được đến tận 2 con, nên vì thế mà chúng ta hoàn toàn có thể căn chỉnh cho mỗi 30 giây nó phục một lần. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả những gì đã đem lại cho Dragon Maid ngôi vị quyền năng của mình, mà ta sẽ phải nói đến đặc điểm chính của nó là khả năng thiêu đốt cực kỳ xịn sò, khi nó có thể gây được thiêu đốt 5 lần và mỗi lần là 5% sát thương của nó. Điều đó có nghĩa là Dragon Maid có thể gây được 25% sát thương thiêu đốt, gần ngang với Flame Dragon God. Mặc dù xét về tính hiệu quả khi thiêu đốt thì có thể thấy là vị vua này có hơi thua thiệt so với Flame Dragon God. Tuy nhiên, Dragon Maid sở hữu cho mình một nội tại khá là thú vị, vì nó có thể tự búp cho bản thân. Nếu bạn đặt hai con Dragon Maid gần nhau
giúp cho tỷ lệ thiêu đốt của nó được nhân đôi sát thương. Và điều đó có nghĩa là Dragon Maid bây giờ đã có khả năng thiêu đốt lên đến 50% đam của nó. Và 50% sát thương của gần 100k đam là một con số cực kỳ lớn, vì đây chính là con unit có đam mạnh nhất trong game, và cũng là con có sở hữu DPS cao nhất nữa. Nên chính vì thế mà sự hiếm có của nó còn được săn đón nhiều hơn là cả Luna Huntress hay Solar Slayer luôn đấy nhé. Vì vậy mà ta có thể thấy rằng Dragon Maid chắc chắn là một unit nên nằm ở hàng godly, đúng không? Và đó cũng chính là toàn bộ bảng xếp hạng unit thiêu đốt của mình ở update 5. Liệu là bạn có cùng suy nghĩ với mình hay không? Nếu có thì hãy để lại comment ở phía bên dưới cho mình biết rồi nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.